tiền không, nó có môn đăng hộ đối không, yêu cầu phải môn đăng hộ đối, phải môn đăng hộ đối, ông mới đòi làm con rể tôi mới được nhá. Ông mới quên, ông mới đòi thông gia với tôi mới được, xem tôi có chấp nhận không nhá. Vợ con ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi. Bố mẹ ăn cơm rồi. Thế là chỉ có thế rồi. Mẹ ăn cơm rồi. Không, anh mấy này phải cũng là anh, lỗi là chỉ có thế thôi. Anh mày đòi làm con rể không được à? Mẹ gọi bố. Yêu cầu mẹ vợ căng thế. Yêu cầu căng lắm, phải có tiền. Yêu cầu mẹ vợ căng thế. Mẹ rất lặng về tiền con ạ. Không có tiền đừng bao giờ bước qua cuộc đời của con mẹ nhá. Ok, Trịnh Nam 76 nhá. Mẹ vợ chỉ nói thế thôi, nói cho hello, vui thôi. Hello anh em. Mẹ vợ chỉ nói cho vui thôi. Vui anh là em. Vui là chào gia đình mà không có tiền là sẽ không làm gì được. Cho nên là cứ bảo nói vui nhưng mà tôi nói thật đấy. Cái đặt trọng nha mày, lúc nào mày chỉ mong ta đi tù là nào à? Cái đặt trọng nha. Con muốn mẹ làm con rể tôi, con muốn mẹ mày yêu được con gái tôi là con phải có tiền. Nhá. Gia đình là phải môn đăng hộ đối. Đấy, ông không cần giàu nhưng mà nhà tôi có 1 tỷ thì ông phải có 900. Chứ ông đừng có nghĩ ông chui gầm trạn nhà tôi mà đơn giản thế, không có đâu. Đây anh em ạ, luật của mẹ vợ thì hơi căng. Khét lắm. Khét mù luôn đấy. Tạm hoa không thể ơi, ok à, con nhá. Chui gầm trạng nhà mẹ nhưng mà nó có cái giá của chui gầm trạng con ạ. 90 triệu con được không cô? 90 triệu không được con nhá. 90 triệu. Sang bên này. Nếu mà để sang bên này. Con mẹ mà làm lương độ khoảng 20 triệu thì con cũng phải lương tầm độ khoảng 19 triệu. Nhà mẹ vợ có mấy để con phấn đấu á? À, được, chứ con, được đấy. Chứ con đừng nghĩ mà con chui gầm trạng nhà mẹ mà dễ là không có đâu. Nhà mẹ thì bây giờ chưa có nhiều con ạ, nhưng mà nhà mẹ có độ khoảng 20.000 mét đất đấy, với cả là hai cái nhà Hà Nội đấy, hai cái xe sang, không tầm cái đắt nhất thì tầm 6 tỷ, còn cái nhỏ thì tầm 1.5 tỷ, 1.8 tỷ thôi đấy. Cái con này cứ phấn đấu làm sao mà nhà con nó có độ 15.000 mét đất là được rồi, còn xe cộ thì không quan trọng đấy, 15.000 mét đất nó phải rơi vào khoảng 200-300 mét mặt đường, còn xe thôi mẹ có thể cho con được. Chui gầm trạng nhà mẹ nó không phải đơn giản đâu. Hiểu nhà chưa? Con có xe Vios và một mảnh đất 300 mét vuông, thế mẹ con chịu thế thôi, chứ còn bố 300 mét nó có nằm ở Hồ Hoàn Kiếm không? Bố thì bố không tính. Con hiểu chưa? Bố thì bố không tính. Bố mà đến lên nó sáng hơn sao? 300 mét nó có nằm ở Hồ Hoàn Kiếm không, hay là nó nằm ở chỗ nào, chỗ mà Yên Bái hay xóm Bụi, hay là mặt bờ sông, hay là mặt bờ kênh, hay là đường ô tô chạy qua không? Cái chỗ đấy người ta đang định giá tài sản khoảng bao nhiêu? Mày đưa tạm con số tao nghe xem tao có vào tai không? Mẹ thì mẹ vợ và gia luật thì hơi ghét. Bố thì là dễ trôi nhưng mà mẹ vợ thì hơi ghét con ạ. Mấy quả đồi có đủ khả năng không mà đưa? Bạn Duy Anh, lý lịch trách ngang đã đi tù chưa? Có nghiện ngập cái gì không? Nghiện game, nghiện củng gì không? Nếu đi tù rồi thì không được. Nghiện gia game cũng không được không? Gia đình có truyền thống bán heroin, ma túy không? Hay là gia đình lại ngồi vỉa hè bán trà đá thì con phải nói rõ để mẹ còn suy nghĩ. Đúng rồi, cái đấy là phải chức năng là ôi chuyện nghiện bay lắc có được không, chết nghiện bay lắc là không được con ạ. Con thế thì con cứ đưa mẹ đến mây suốt ngày mẹ lại không được. Mày nghiện xong mày mày đưa bố mẹ với con gái bố lên mây, bố mẹ không xuống được cùng mày, chết. Như thế là cả già chỉ ăn đi chơi không làm gì, chết con ạ. Nói chung là nghiện thì là không được con ạ. Mẹ. Nếu mà nhà con mà truyền thống bán trà đá thì thôi mẹ không được, tại vì bố là nghiện trà đá. Nhà con nó có truyền thống ai hói hay chọc đầu không? Nếu có là mẹ cũng không đồng ý, vì gia đình nhà mẹ truyền thống mẹ chỉ nhận đúng một thằng chọc thôi. Thằng thứ hai là mẹ không nhận con nhá. Con mà nghiện thì chết rồi. Tức là gì? Con đưa cả bố mẹ lên trên cung trăng là không xuống được là chết đấy con ạ. 300 mét vuông mà mặt Hồ Hoàn Kiếm thì thôi mẹ để cho con mẹ chui gầm bếp nhà con luôn. Con không phải nói nhiều. Mà nhà bố là nhà làm nhà ăn mà con chơi quả như thế, bảo là con có bằng nghiện thì chết rồi. Đến như là tiến kịp nó dẫn vào đội quân rồi toàn gọi là chứng nghiện, bố cũng chấp nhận như chưa nói làm gì là con nghiện nặng luôn. Mày lại nghiện gọi là cấp độ gọi là Hida rồi thì chết rồi. Là không được rồi con ạ. Chào mẹ vợ, ok mẹ chào các con. Thôi bố khuyên này là gì, tiếp tục nghiệp tiếp. Nếu mà các con mà nhà mà có truyền thống bán trà đá thì các con nói luôn trà đá là ngồi cửa hàng chỗ nào, vị trí có đẹp không đấy. Không, nhà nó bán trà đá không được, còn nhà nó mặt đường nó bán được. Trà đá được. Nếu mà nhà con bán trà đá thì nhà nó mà nó bảo mẹ nó bán trà đá là ít nhất nhà nó phải mặt đường. Rồi. Đấy, nếu bán cả ngày, còn nếu mà bán nguyên ban đêm thì lại phải xem xét lại. Đúng rồi. Thành phần lại chợ kiểu chợ cóc rồi. Là chợ cóc là không được đúng không? Không được. Đấy, chứ mẹ vợ ra tiêu chí đấy. Tiêu chí Hồ Tây thì thôi.
đơn luôn. Còn không. Nếu như mà mày giới thiệu mày nghiện giai đoạn cuối rồi thì bố lại không. Khuyên mày nghiện. Nếu mà đây là trên này đang bảo là nhà 300 mét mặt hồ Gươm, bảo thế thì mẹ lại cho con mẹ chui gầm trạng ngay từ lúc gọi là con vừa nói. Bà Phú cất vất kính đi lưu manh giả danh trí thức, ô hay nhỉ. Đây người ta không, người ta bỏ lưu manh lâu rồi, người ta chuyển sang người ta làm doanh nhân lâu rồi, hiểu chưa? Người ta làm doanh nhân từ rất lâu rồi, các ông người ta nghĩ là bỏ lưu manh. Lưu manh là ngày xưa thôi, ai trong chúng ta cái thời trẻ cũng lưu manh hết. Bây giờ có tuổi rồi mà đây không phải là trí thức, mà đây là dân, là dân gọi là kinh doanh nhá, dân gọi là dân làm ăn. Các ông nghĩ nào? Thế nào mà là ông lại bảo tôi là giả danh trí thức? Tôi giả danh trí thức thì ít nhất thì tôi cũng phải là kiểu quần chủng áo dài nhá, quần đen áo trắng. Ông lại nói đùa, thì mà nhiều khi ông nói cho ông nói thì nếu ông không cho ông nói thì khóc. Có nghĩa là thôi, để tao bảo không, không biết thì ngồi im một chỗ đi nhá. Kiều sắp có con rể rồi, đang tuyển rể mà đòi hỏi hơi cao. Đầu tiên con rể vào nhà này là việc đầu tiên là phải sợ mẹ vợ đã. Đây mà bố đang đẹp thì con cháu đang con lại tháo bố ra, thì cái điều mà sợ bố lặng cổ. Coi như là tuyển con rể chỉ tiêu đầu tiên là phải gọi là sợ mẹ vợ. Rơi chân là quẹt chân. Mày làm con rể mẹ là đầu tiên, bố mẹ mày không sợ nhưng mà mày phải sợ mẹ, hiểu chưa? Có thể bố mẹ mày không sợ nhưng mày phải sợ mẹ đấy. Bởi vì nếu mà mày không sợ mẹ thì không bao giờ mày tán được con gái mẹ, mày hiểu chưa? Đấy, lặng cổ. Cho vay ít tiền tiêu Tết có. À, thằng ngu nhất Việt Nam là tôi, cảm ơn em. Mình nhìn mình yêu, mọi người không sợ mình yêu anh yêu luôn. Có vợ đứng tuyển thêm con được không? Có được, đã bảo nghiện thôi. Nhà đứng em có 300 mét mặt hồ Gươm không? Ta đã bảo rồi. Phú Lê Huấn Hồng, Hải Sa Pa là người trong giới làm ăn. Cảm ơn bạn nhá. Thank you bạn rất là nhiều đấy, bạn nói như thế là chuẩn luôn. Tôi là chỉ gọi là kinh doanh làm ăn thôi, kệ đi. Còn đâu cái tuổi thơ gọi là lang tang linh tinh với cả là bát nháo chi khươn nó qua rồi. Nó qua rồi. Lâu lắm rồi. Thời gọi là thời gái lớn đi rồi. Thời tóc vẽ ngôi giờ qua rồi, bây giờ là đến thời người ta đầu chọc rồi. Thời người ta đầu chọc xuống mẹ hết tóc rồi, ông bảo thợ đến tuổi đeo kính rồi. Mà ông biết là toàn ông nhìn lên những người đeo kính ấy, nó không phải là người trí thức đâu, mà người đấy là não người ta là gì, tiêu tiền đến teo rồi. Đấy. Đấy không? Người ta quá trí thức rồi, hiểu chưa? Quá trí thức rồi. Người ta cái có phải cái giờ có phải cái thời mẹ mày thanh liên rẽ ngôi đâu mà ông bảo là thế lọ thế kia, bây giờ thời người ta là dụng hết mẹ tóc rồi. Thời người ta gọi là lúc mà tam bao đầu không phải ba chỏm như tam bao đâu, mà chỉ có một chỏm thôi. Người đấy. Ta ủ mưu, người ta nghĩ nhiều về kinh tế, người ta nghĩ cách kiếm tiền, dụng có mẹ hết tóc rồi. Bây giờ là đến cái tuổi đeo kính rồi thì ông lại bảo là lại giả danh trí thức. Việc gì phải giả danh? Tôi để tóc xanh tóc đỏ thì ông lại bảo là du côn nông thôn. Kiểu gì ông cũng nói được. Thật, các ông mẹ kiểu đéo thì cũng nói được. Chồng người ta ngoan như thế này thì ông vẫn bảo xỏ xiên. Con nổi tiếng giang hồ có được không? Được. Giang hồ á? Khét. Giang hồ mày giang hồ du côn nông thôn nhà mày, chứ mày tên tuổi gì mà mày giang hồ? Đâu, mày còn... là thằng nào mày nhắc tên tao nghe xem nào. Ý là nó nổi tiếng thì bảo nhắc con tên. Con giang hồ nổi tiếng, cho tin con đại bàng kia anh ơi, ok em. Học hỏi kinh doanh đi em, nhắn tin vào page nhá. Anh em nhà mình ạ, tức là thì giang hồ giang hán bây giờ không quan trọng nhá. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ lâu, mà cũng không cần biết em ngày sau mà chỉ cần biết ngay hiện tại em của ngày hôm nay thôi, chứ không phải em của ngày hôm qua. Chứ còn em của ngày hôm qua của Sơn Tùng MTV về dĩ vãng rồi nhá. Đấy, thế là anh em ạ, hiện tại em đang làm gì và em đang công việc ra làm sao, em sống như thế nào, đấy mới gọi là cái điều mà anh cần biết đấy. Còn em của ngày hôm qua của Sơn Tùng MTV thì là mình biết rồi. Đúng rồi, không quan tâm em của ngày hôm qua, không quan tâm em của ngày hôm qua luôn. Em đăng ký kén rể được không? Anh được. Em chia sẻ đi anh em ơi, anh em chia sẻ nhiệt tình nào. Nào. Xin cái nhân đâu, xin cái nào? Đây. Có mấy cái để xin cái nào đây? Nào, thế để xem là xin cái nhân thì ông xin cái nào để đặt trên đây không? Ông xin đi. Mời chọn đi. Ông làm con rể tôi là tôi cho đấy. Ông mà cưa thì tôi đổ là tôi cho nhá. Chào anh trai, ok bạn Trường Hải nhá. Con xin vía, ok con. Anh em vào đông đi anh em ơi. Anh em vào đông đi anh em ơi. Ừ, chào tôi đi, bạn Tony Hoàng, ok bạn. Mình làm cách nào nhỉ? Mẹ lại cho ra. Cái thành phần kia làm cách nào để được chui màn hình, nhá. Cũng tranh nhanh và đòi vào màn hình. Đâu, để nói để còn nhìn thấy tất. À. Đấy, anh em vào đây anh em ơi. Giới thiệu với tất cả anh em một cái dòng sản